thành tích toàn thắng để hiên ngang bước vào vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, thì U23 Việt Nam đã được xếp chém chệ ở nhóm hạt giống số 1, bao gồm nhà đương kim vô địch Uzbekistan, đội hạng 3 Qatar và Thái Lan. Vâng, được gắn kem mắc chủ nhà nên là cũng được cho vào nhóm hạt giống luôn mới ghê. Nhưng mà thôi, chúng ta không chấp mấy thằng em nữa. Quan trọng là chúng ta đã được xếp trên các nhóm hạt giống khác, toàn những thứ dữ cả, bao gồm Nhật, Hàn, Iran, Iraq, Úc, vân vân và mây mây. Nói chung là phần còn lại của châu Á. Kể ra thì cũng ách phết anh em ạ. Hãy đi chợ và mua hàng như những người đàn ông. Đó chắc hẳn là thông điệp mà Bayern Munich muốn gửi tới những đội bóng khác. Chẳng tung tin, chẳng rườm rà mà cũng chẳng phô trương. Nói mua thằng nào là mua thằng đó. Vừa xúc Pavard với giá 35 củ euro, giờ tậu thêm Lucas Hernandez với giá 80 củ. Thế là Bayern Munich đã có cho mình đôi cánh của nhà vô địch thế giới trong đội hình. Mới đây trên một talk show truyền hình, chủ tịch Gerard Piqué đã có những phát biểu làm dậy sóng cộng đồng anh hùng bàn phím. Đầu tiên có thể kể đến câu phát biểu chí mạng nhằm đến Real Madrid. Khi người dẫn chương trình hỏi Piqué, tháng vừa rồi xách bao nhiêu lần, Piqué đã từ tốn hỏi lại, thế có cần tính những lần ở Bernabeu không? Vâng vâng vâng, đúng là chí mạng. Chắc hẳn là các fan Real à cay lắm đây. Rồi anh còn đá xoáy sang đội bóng cùng thành phố Espanyol. Khi mà MC hỏi rằng tài sản của Piqué hiện tại là bao nhiêu, anh cũng từ tốn trả lời rằng nhiều hơn ngân sách của Espanyol. Chưa dừng lại ở đó, Piqué tiếp tục đâm chọc Ibrahimovic. Piqué đã mô tả người đồng đội cũ của mình rằng Ibrahimovic là một con người coi trọng đồng tiền. Nhưng một ngày nọ, anh ấy nói với chúng tôi rằng tiền không còn quan trọng nữa. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên, cho đến khi anh ấy nói tiếp, thật nhiều tiền mới quan trọng. Tôi không biết là Ibra đã nghe được thông tin này chưa, và Ibra sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Nhưng mà tôi đang khá lo lắng cho Piqué, bởi vì chúng ta đều biết cá tính của Ibra là như thế nào, và anh ta còn đang nắm giữ một đài đen taekwondo cơ mà. Run. Còn trong một đoạn phỏng vấn khác, Messi lại có những chia sẻ hết sức thông minh và đúng mực dành cho những người đồng nghiệp của mình. Khi được hỏi về 5 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trừ mình ra, Messi đã trả lời rằng tôi không muốn quên bất cứ ai, nhưng mà tôi nghĩ rằng Neymar, Mbappe, Hazard, Suarez và Aguero là những cầu thủ giỏi nhất. Tôi không đề cập đến Ronaldo vì tôi muốn xếp anh ấy ở bên cạnh tôi. Chúng ta có thể hiểu ở đây là Messi rất tôn trọng và đánh giá cao CR7 khi xếp mình và Ronaldo ở cùng đẳng cấp vũ trụ rồi, chứ không ở trong phần còn lại nữa. Đây người ta gọi là anh hùng trọng anh hùng. Chẳng như các fan của anh suốt ngày chỉ chăm chăm cãi nhau mà thôi. Như vậy là sau một thời gian thử việc và có những thành công vang dội, Manchester United đã chính thức bổ nhiệm Ole Solskjaer từ huấn luyện viên tạm quyền trở thành huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ. Trải qua 19 trận, ông đã giúp Quỷ Đỏ thắng tới 14 trận, hòa 2 trận và thua 3 trận, ghi 40 bàn để thủng lưới 17 bàn. Và đặc biệt phải kể đến chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp và hàng loạt những kỷ lục được lập nên. Đây là một phần thưởng rất xứng đáng cho những gì mà Solskjaer đã làm cho MU trong thời gian vừa qua. Nhận lại MU từ đống tro tàn của Mourinho, Solskjaer đã thổi vào đó một luồng sinh khí mạnh mẽ, một khí chất của những chú quỷ đỏ đích thực. Đỉnh cao là trận đấu biến Paris Saint-Germain trở thành Paris Say Goodbye và giúp MU trở lại cuộc đua top 4 ở giải ngoại hạng. Bây giờ sau khi đã trở thành huấn luyện viên trưởng thì Solskjaer có hai lựa chọn. Một là sẽ start up, bắt đầu khởi nghiệp khi mà cơ hội được nhận tiền đền bù hợp đồng đã đến. 2. Là nỗ lực lèo lái con thuyền MU thật tốt để tiến đến các đỉnh vinh quang. Tôi thì tôi ủng hộ Solskjaer ở vế thứ 2 hơn. Nhưng mà lựa chọn như thế nào là ở ông. Trường bóng đá sẽ luôn luôn tôn trọng quyết định của ông, sẽ luôn theo sát ông và chôn ông bất cứ khi nào.
Đến đây thì bản tin chôn cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số bản tin tiếp theo.